Đêm hôm rảnh rỗi, thanh niên rủ người yêu cầm hàng nguội đại chiến với chó dữ. Mặc cả máy chịu bò. Nhanh nào nàng ơi, nhanh không mà đừng chạy mất. Lên anh em ơi. Hôm qua mày chửi tao đúng không? Đúng rồi, chửi đó sao mày làm được tao? Rồi rồi, với cái chuyện này. Theo đó, thanh niên với nhà không có gì ngoài đồ chơi, bởi mẹ của anh là quầy bán hàng tạp hóa. Đêm hôm rảnh rỗi, không có việc gì làm, chàng trai đã rủ thêm cô người yêu có cùng tần số với mình để đi báo nguyên xóm, làm các chú chó có một đêm mất ăn mất ngủ theo. Với khẩu súng nước trên tay, kèm với đó là một ít đạn dược chất lỏng, một người thì cầm lái, còn một người thì ngồi sau, cứ thế băng qua những con hẻm nhỏ. Hễ chú chó nào đứng sát cổng thì y như rằng sẽ bị ăn đạn, con nào ít thì một hai phát, nhiều thì muốn nội thương rát mặt rát mày. Gì đó? Mình khẳng định bạn không phải là người. Vì sao? Bạn không có một chút văn hóa nào. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Bên dưới video, hàng loạt người đã rủ nhau lập hội để cùng lên đồ đi trả thù mấy con chó có thái độ lồi lõm với mình. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đây là game một mạng nên có độ mạo hiểm hơi cao. Gặp con nào có máu liều nhiều hơn máu não thì coi chừng bị phản đem nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.